xin được tiếp tục gửi tới cho quý vị một cái đoạn phim ngắn. Và hôm trước thì là lần trước thì Tuyết Lê gửi đến cho quý vị là một cô gái vẽ bằng cát. Rồi sau đó Tuyết Nhàn gửi tới cho quý vị một anh chàng vẽ hình bằng nước, vẽ trên nước. Và bây giờ thì là một cái loại vẽ mới. Thật sự cũng không phải mới nhưng mà nó rất là lý thú, tại nó có nhiều cái màu sắc khác nhau và nó rất là thật. Và cái điều lý thú hơn nữa là thời gian để làm ra cái những cái tác phẩm này rất là lâu. Đó là vẽ trên bàn tay của mình. Tức là người họa sĩ đã dùng các cái màu sắc để vẽ lên cái hai bàn tay, sau đó là mới là gộp hai bàn tay lại với nhau tùy theo từng cái hình vẽ khác nhau để mà ra những cái con vật khác nhau. Và cái điều đặc biệt ở trong hình vẽ này đó là những cái con vật này nhìn rất là sống động, nhìn rất là thật, giống như là con vật thật vậy. Từ màu sắc cho tới cái từng cái ánh mắt đều rất là nhìn thật. Và bây giờ xin mời quý vị cùng đón xem. Here's how the story goes. One day you find you know that it all comes down to me and you. In a perfect world, the boy completes the girl. And it all is changed forever. Hình ảnh mà quý vị đang xem là do một người họa sĩ đã vẽ lên bàn tay của anh. Và cứ mỗi bàn tay như vậy thì anh đã vẽ tới trung bình là trên 4 tiếng đồng hồ mới ra xong một bàn tay. Và cái hình ảnh mà đại bàng hồi nãy đó là phải vẽ trên 10 tiếng đồng hồ để ra được là một cái hình ảnh của một con đại bàng. Wow, quá là sự thật. Mà lúc này thấy để ý nhìn cái màu sắc đã thật rồi, mà những cái con vật như là con chim hay là con cọp, con beo đó, cái màu da nó cũng rất là thật, rồi cái lông của nó cũng thật nữa. Nhưng cái điều đặc biệt nhất đó là cái con mắt. Con mắt nhìn nó trong sáng, nhìn nó giống như là thật vậy luôn á. Ừ, phải không? Nhất là cái mắt trên mèo thật là mong. Và đó cũng là cái điều đặc biệt trong cái bộ sưu tập vẽ hình bằng tay này, vẽ hình trên tay mà anh đã làm ra rất là hay. Và những cái người coi trên internet người ta đánh giá cái điều mà hay nhất đó là con mắt. Không biết làm sao anh vẽ ra được con mắt nó có hồn, nó có cái sức sống đến như vậy. Bàn tay của mình nhìn bình thường thì thấy nó rất bình thường, nhưng mà qua cái màu sắc cũng như là cái khả năng của một người họa sĩ đó thì tự nhiên cái đôi bàn tay này trở thành những cái con vật mà mình không thể mà suy nghĩ ra được, đúng không? Đúng là thật là lạ. Và tiếp theo thì Tuyết Lê muốn gửi gì trong chương trình Những Điều Lý Thú hôm nay? Hôm nay chúng ta nói về năm mới thì trong 10 năm qua Tuyết Lê thấy chúng ta đã thấy được rất là nhiều chiến tranh, từ chiến tranh tại Afghanistan đến Iraq. Bây giờ thì Nam Triều Tiên và Bắc Triều Tiên lại một lần nữa đụng độ. Cho nên Tuyết Lê muốn gửi đến một thông điệp về bình an cho quý vị. Và thông điệp này được lồng với một tiếng hát thật là thánh thoát của một người hát bằng tiếng Sanskrit hay là cổ ngữ của nước Ấn Độ. Xin mời quý vị xem sau đây.
này được lấy từ triết lý của Ấn Độ giáo. Mong là những sự an lành sẽ đến với tất cả. Mong là tất cả đều được an bình. Mong là mọi thứ sẽ được hoàn mỹ. Mong là bạn sẽ ứng nghiệm được những phước lành. Mong là mọi người sẽ được vui vẻ. Mong là mọi người sẽ được nhiều sức khỏe. Mong là mọi người sẽ ứng nghiệm được những điều tốt và không ai sẽ bị khổ đau. Mong là những điều lành sẽ đến với mọi người. Mong là những điều lành sẽ đến với mọi người. Mong là mọi người đều được bình an. Mong là mọi thứ đều được hoàn mỹ. Mong là mọi người đều ứng nghiệm được những điều lành. Một cái video clip rất là ý nghĩa với những cái lời cầu nguyện rất là chân thành và rất là dễ thương trong mùa năm mới. Cũng như là đối của chương trình Những Điều Lý Thú của Tuyết Lê, của Tuyết Nha, luôn mong cho tất cả quý vị, những khán giả thân thương của đài VNATV cùng những lời chúc tốt lành nhất trong năm mới. Đúng như vậy. Và từ cổ đến kim thì Tuyết Nha thấy là cái sự hòa bình nó rất là hiếm hoi. Cho nên dù mà nó khó khăn đi nữa thì mình cũng nên nguyện cầu và hy vọng. Và sau đây thì Tuyết Nha có cái gì để chia sẻ với quý khán giả? Và hồi nãy từ đầu chương trình thì Tuyết Nha gửi tới cho quý vị cũng như Tuyết Lê là những cái di sản văn hóa thế giới để mình ôn lại một chút. Vậy thì bây giờ Tuyết Nha lại tiếp tục gửi tới cho quý vị những cái kỷ lục trong năm 2010, cùng mà để xem coi thử là con người mình đã tạo ra những điều gì kỳ lạ, tạo ra những cái gì lý thú mà được cho vô kỷ lục thế giới. Và sau đây xin mời quý vị cùng đón xem. Thứ nhất, đó là một người đàn ông đang thể hiện tài năng chơi đàn của mình. Và cái chơi đàn rất là kỳ lạ, không phải bằng hai tay mà là chơi đàn bằng mũi. Anh tên là Matras Trestan ở Nepal và anh đã đạt vô kỷ lục thế giới là đã chơi đàn bằng mũi. Hình ảnh thứ nhì, đó là một người đánh cờ cùng một lúc với nhiều người nhất. Anh được xếp vô kỷ lục thế giới, đó là một chọi tới 523 người đối diện. Tức là một mình anh chơi mà anh chơi lại với 523 người. Mà không biết anh thắng được bao nhiêu cái hả? Cái này thì không biết anh có thắng hay không nữa. Nhưng mà cái kỷ lục mà anh đã làm nên đó, tức là một mình anh rồi mà chạy từ người số 1 tới người 523 đã là mất công lắm rồi. Đúng rồi. Tại vì cái bàn cờ nó dài, thiệt dài. Xong rồi bên kia là 523 người đứng thẳng, bên đây một mình anh phải chạy từ đây qua bên kia. Dù mà thắng hay thua thì chắc cũng exercise được rất là nhiều.
thứ ba đó là một người Mỹ đã lập kỷ lục thế giới về điều khiển chiếc xe đạp của mình để đi trên một sợi dây ở độ cao là 31m và với chiều dài là 79m. Anh là người Mỹ tên là Nick Wallenda. Kỷ lục thứ tư đó là một người Australia tên là Channing Huguen. Anh đã lập kỷ lục thế giới khi mà anh nuốt cùng một lúc với 18 lưỡi gươm dài, sắc và nhọn. Và cái thứ năm mà Tuyết Nhi muốn gửi tới đó là một điều rất là lý thú về động vật. Một con vật rất là dễ thương, đó là con thỏ. Mà Tuyết Lê đã bao giờ đọc cái câu chuyện rùa và thỏ chưa? Hình như là con rùa với con thỏ nó thi đua với nhau phải không? Nó chạy đua với nhau và trong cái cuộc đua đó do con thỏ nó ỷ lại cái sức của mình chạy nhanh hơn con rùa. Cho nên nó đã đi ngủ để cho con rùa bò. Nhưng không ngờ tại vì nó quá ỷ lại đi cho nên con thỏ đã thua trong cái cuộc đua đó. Thì ở một cái tỉnh Vũ Hán ở tại Trung Quốc, người ta hàng năm người ta cũng tổ chức một cái cuộc thi là rùa và thỏ chạy đua để mà dựng lại cái câu chuyện này. Thì năm nay, năm 2010, ở tại Vũ Hán người ta cũng tổ chức một cuộc thi là rùa và thỏ như thường lệ. Nhưng một điều lý thú đó là năm nay con thỏ nó không có ỷ lại mà nó nằm ngủ như trong truyện ngụ ngôn. Hay là con thỏ nó cũng không chạy thiệt là nhanh như những năm trước, mà đây là một con thỏ rất là lười biếng. Nước Lê biết không, con rùa nó đang bò thì là con thỏ thay vì nó đi, nó chạy tới hay là nó nằm ngủ hay là gì đó, không, đây là nó leo lên lưng của con rùa, cái nó ngồi về tới khi nào con rùa bò cho đến đích cái nó đi xuống. Wow, con thỏ thì tôi thông minh, mà nếu mình nhảy xuống trước thì mình cũng có thể thắng. Không biết cái cuộc đua này thì ai thắng ai thua chắc tới nhà phải tìm thêm nữa. Nhưng mà tại thấy cái hình ảnh này nó quá là lý thú đi cho nên muốn chia sẻ trước cho quý vị trong năm này. Tại vì đây là một điều lý thú trong năm 2010 để mà cầu chúc cho quý vị một năm mới thật là vui và thật an lành với nhiều niềm vui cũng như nhiều sức khỏe trong gia đình. Sau đây là một đoạn phim ngắn Tuyết Lê đã tìm được ở trên chromevis.com. Tuyết Lê xin mượn những lời chúc tốt đẹp này của khán giả để gửi đến cho quý vị. Thì chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng và vui vẻ. Năm mới đã sắp đến với chúng ta. Mong là nó sẽ mang lại sự hy vọng và sự chờ đợi. Và nếu chúng ta tin vào đức tin, thì sẽ có lý do để chào mừng. Mong là những ước mộng của bạn sẽ trở thành sự thật, dù nó là cái gì đi nữa. Mong là sức khỏe tốt sẽ mãi mãi theo bạn. Mong là phúc lành sẽ đến với gia đình của bạn. Mong là bạn sẽ tạo ra những kỷ niệm để ấp ủ. Và những ước mơ của bạn sẽ được trời ban. Mong là năm nay sẽ đưa đến cho bạn những điều lý thú và tặng cho bạn những câu chuyện hay để kể lại. Mong là bạn sẽ tìm được sự hạnh phúc ở trong tâm hồn. Và mong là bạn sẽ mãi mãi vui vẻ và không bao giờ buồn. Mong là những thứ bạn muốn thay đổi sẽ cho bạn một sự bắt đầu mới. Mong là năm nay sẽ là năm tốt nhất của bạn. Với những lời chúc phúc đẹp đó thì chắc chương trình của mình cũng hết giờ rồi ha nha. Tuyết Nha và Tuyết Lê còn muốn chia sẻ với quý vị còn rất nhiều điều lý thú nữa. Nhưng mà thời lượng phát sóng của chương trình thì đã hết, cho nên đành phải hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Và một lần nữa, Tuyết Nha cũng như Tuyết Lê luôn luôn chúc cho quý vị cùng gia đình một năm mới thật an khang, thịnh vượng, an lành, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe bên gia đình và người thân.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Những Điều Lý Thú trên hai băng tầng 31.3 và 44.9. Và một lần nữa xin cảm ơn, rất cảm ơn những lá thư của quý vị qua địa chỉ email những điều lý thú 313@yahoo.com. Chúc quý vị một mùa lễ vui vẻ và xin chào.